Có thay pin iPhone 7 hay không anh? Thì anh có sửa iPad hay không anh? Hiện tại thì bên mình cũng đang có sửa cả laptop và cũng như iPad. Thậm chí sắp tới đây thì bên mình cũng có sửa cả bên AirPods nữa. Tại thì cho mình xin địa chỉ của shop để đổ vỏ. Và vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời cho các bạn những câu hỏi mà suốt một tuần vừa qua các bạn hỏi mình nhé. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi nào. Rồi, và chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Ba Bánh này. Bạn có nói với mình trong một video liên quan đến pin full: lấy kim chích cho sẹp, dán băng keo lại, dán băng keo nhôm rồi xài tiếp cho đỡ sợ. Nếu các bạn đang sử dụng những dòng pin, đặc biệt là pin điện thoại, thì chắc chắn là khi mà pin của chúng ta bị phồng lên thì các bạn không nên làm những bước như vậy. Thứ nhất là pin của chúng ta hiện tại đang là sang sử dụng và pin chất lỏng rồi. Khi mà các bạn có đục hoặc là chạm vào trong phần pin này, chỉ cần chạm nhẹ thôi là ngay lập tức viên pin sẽ bị cháy nổ và nó gây mất an toàn trong quá trình sử dụng. Không nên làm theo các bước hướng dẫn ở trên mạng đâu nhé. Và hiện tại thì đối với dòng pin của smartphone, khi mà các bạn có làm quá nhiệt hoặc là tác động vật lý lên chính viên pin đó, hoàn toàn có thể khiến cho viên pin bị cháy và nổ, khiến cho có nhiều trường hợp rồi, và nổ khiến cho việc mà thương tích ở tay này hoặc thương tích ở mặt. Rồi, và việc mà các bạn đang sử dụng những cái dòng pin kể cả trên laptop hoặc là cả trên điện thoại nữa, khi mà các bạn tác động cái lực vật lý lên chính viên pin đó, hoàn toàn có thể khiến cho viên pin bị cháy và nổ, và nó gây tổn thương, thương tích cho kể cả cơ thể của chúng ta nữa. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Rồi, và chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo nào. Đến từ bạn Tuyền Trần Minh, trong một video liên quan đến gửi từ máy từ Quảng Trị vào trong thành phố Hồ Chí Minh cho bên mình sửa chữa, thì anh có sửa iPad hay không anh? Hiện tại thì bên mình cũng đang có sửa cả laptop và cũng như iPad. Thậm chí sắp tới đây thì bên mình cũng có sửa cả bên AirPods nữa, nên các bạn có thể tham khảo và cũng như là đón chờ nhé. Hàng loạt các cái dịch vụ như vậy thì bên mình cũng sẽ đảm bảo, và hiện tại thì đang có khuyến mại giảm lên tới là 30% cho hàng loạt các cái phụ kiện nữa cơ. Và hiện tại thì các bạn có thể tham khảo ở đây, mình sẽ để một cái hình thumbnail để các bạn có thể xem xét qua những cái chương trình mà trong tháng 4 này bên mình cũng đang hỗ trợ cho khách hàng nhé. Đối với những cái dòng iPad thì các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta có hàng loạt các cái bệnh, ví dụ như là bị hư màn hình, bị ép hư kính này, hoặc là liên quan đến thay pin. Và bên mình thì cũng sẽ nhận cho tất các bạn toàn bộ các dịch vụ này, nên các bạn có thể yên tâm nhé. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Trúc FCB1899, trong một video liên quan đến khắc phục Samsung bị sọc. Thì bạn có hỏi là hiện tại bị một sọc và một đường ấy, thì có khắc phục được hay không, liên quan đến màn hình của những cái chiếc Samsung. Nếu mà cả màn hình Samsung và iPhone, khi các bạn đã bị một cái sọc dọc như này rồi, thì chúng ta sẽ cần phải thay một cái màn hình mới, hoặc là các bạn cũng có thể là sử dụng cái màn hình đó tiếp tục trong một khoảng thời gian sắp tới nữa. Nếu là mình nhá, thì hiện tại mình gặp những cái tình trạng ví dụ như bị một sọc ấy, thì tiếp tục sử dụng trong một khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng thì chúng ta sẽ thấy được có một hai sọc tiếp theo. Thì như vậy, khi mà màn hình của chúng ta bị nhiều sọc quá thì các bạn có thể là thay một cái màn hình mới. Còn hầu hết nếu mà màn hình của các bạn đang bị một cái sọc, nó sọc ngang của chiếc S22 đổ lên, thì các bạn sẽ cần phải ép cáp cho mình nhé. Và ép của cáp thì các bạn sẽ không cần phải thay màn hình. Nhưng mà lỗi này thì nó chỉ là một bộ phận nhỏ trong những cái dòng máy của chúng ta thôi. Nói chung thì nếu được, các bạn hãy mang máy tới cửa hàng bên mình để các bạn kỹ thuật viên có thể kiểm tra dùng cho các bạn. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Hoàng Đặng 7301, trong một video liên quan đến thay camera iPhone 11. Em có chiếc iPhone 11 Pro 0.5, ok, 1X thì bạn đó cũng ok nhá. Tuy nhiên thì khi mà lên camera 2X thì chúng ta lại có một cái vết xước mèo. Và hiện tại thì anh xem thử xem, hiện tại thì người ta bảo là có thủy tinh bên trong cái cam này. Cái này thì thay như thế nào ạ? Hiện tại thì bên mình đang có thay camera, nhưng sẽ là thay nguyên cả cụm camera của chúng ta. Các bạn sẽ phải lưu ý điều này giúp mình. Hiện tại thì nếu mà camera của các bạn, một trong ba cái nó có bị hư hỏng, thì chúng ta vẫn buộc phải thay nguyên cả cụm camera như vậy. Có chăng thì bên mình sẽ kiểm tra lại bằng cách là kiểm tra cái phần kính của camera ấy. Có chăng là nếu mà nó bị xước thì bên mình sẽ thay cho các bạn một cái tấm kính camera mới. Nhưng nếu mà nó bị hư hỏng bên trong cái thấu kính ấy, thì các bạn sẽ cần phải thay nguyên cả cụm camera. Nói chung thì chi phí nó cũng sẽ không quá đắt đâu. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Nghĩa Nguyễn. Có thay pin iPhone 7 hay không anh? Và hiện tại thì bên mình cũng đang nhận kể cả những cái dòng pin của iPhone 6, nên các bạn có thể tham khảo nhé. iPhone 7 thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong một khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm nữa. Và hiện tại thì bên mình cũng có hàng loạt các cái mẫu pin mà các bạn có thể tham khảo của cái chiếc iPhone 7 này, là kể cả phiên bản dung lượng chuẩn, dung lượng cao và cũng như là dung lượng siêu cao. Nên nếu được, các bạn có thể thử nghiệm xem cái phiên bản siêu cao để dùng làm máy phụ cũng vẫn là rất ok nha các bạn. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Minh Như Táo. Hiện tại thì cho mình xin địa chỉ của shop để đổ vỏ.
Nếu được thì các bạn có thể ghé qua cửa hàng. Bên mình hiện tại đang có 11 chi nhánh và mình sẽ để thông tin chi nhánh ở trên cái phần hình ảnh cho các bạn. Tuy nhiên thì nếu được, các bạn hãy đến ngay với kho tổng của bên mình, tức là địa chỉ là 436A-73, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, để bên mình có thể hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất. Nhưng nếu mà ở xa quá thì các bạn cứ đến chi nhánh và nhờ cho các bạn tư vấn viên, thì lúc đấy bên mình cũng sẽ nhận và độ vỏ cho các bạn một cách hoàn toàn là ok nhé. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Việt Nam NCS Music. Cho mình hỏi là bên mình có ép kính của chiếc Vivo X70 Pro Plus hay không? Hiện tại thì ngày trước mình có tham khảo ở những cái dòng này thì cũng sẽ khá là khó để kiếm linh kiện. Tuy nhiên thì sau khi mà bên mình đã kiếm được rồi thì cũng đã có kính để có thể ép kính cho cái chiếc dòng máy này nhá. Nếu được thì các bạn hãy liên hệ ngay qua số Zalo mình để ở phần phía dưới mô tả video, hoặc là có thể comment cho mình tiếp. Hiện tại thì mình cũng đã trả lời comment của các bạn rồi. Và cái mức giá nó cũng chỉ lên quanh đâu đó khoảng hơn 1 triệu thôi. Và các bạn có thể thay kính cho cái chiếc máy này nhé. Chúng ta đến với câu hỏi gần cuối cùng nào, đến từ bạn Tao Đoàn 3746 trong một video liên quan đến thay màn hình của chiếc Z Flip 4. Anh có con Note 10 Plus mà xác kiểu bị sọc kẻ khi mà phát lại cho cái bạn đó. Thì hiện tại đối với hàng loạt những cái dòng máy, nếu mà màn hình bị sọc thì bên mình sẽ hoàn toàn là trả lại màn hình cho khách hàng. Nếu mà khách hàng mong muốn là cầm lại cái màn hình zin đó và cầm về, nhưng mà sau này là cần phải lấy lại những cái linh kiện bên trên cái màn hình zin đó, thì bên mình cũng sẽ trao trả lại máy và những cái linh kiện sửa chữa cho khách hàng thôi. Nên là rất khó để bên mình có những cái màn hình nó bị lỗi và thay thế dùng tạm cho các bạn được. Tuy nhiên thì cũng có một vài trường hợp khi mà các bạn ở xa, các bạn gửi máy lên cho bên mình và sau khi bên mình đã kiểm tra và chi phí nó hơi cao một chút, thì các bạn bên các anh trưởng phòng bên media ấy, thì anh cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn bằng cách là thay một cái màn hình phụ để có thể tạm sử dụng được mà thôi. Nhưng mà nhìn chung thì những cái trường hợp này nó rất là ít nha các bạn. Hầu hết thì chúng ta sẽ cần phải thay một cái màn hình mới để tiếp tục sử dụng được cái chiếc máy đó. Chúng ta đến một câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Mr. Hà 179. Em cũng bị như thế với cái chiếc Samsung Galaxy Note 9, anh cho em cách liên hệ được hay không? Trong một cái video liên quan đến ép cáp của chiếc S21 Ultra. Nếu được thì bên mình cũng sẽ có một cái mô tả ở dưới một video ấy. Các bạn có thể liên hệ ngay qua số hotline đó, hoặc là có thể liên hệ bằng cách là lên trang web của fastk.vn, sau đó là liên hệ số hotline 1800 2057, thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn bằng cách là nhận lại máy này, kiểm tra, và sau đó thì chấp nhận của các bạn khi mà sửa chữa thì bên mình mới bắt đầu sửa nhé. Đối với chiếc Samsung Galaxy Note 9, nếu chúng ta gặp cái tình trạng là màn hình bị xanh quá nhiều thì các bạn chỉ việc ép cáp thôi là cũng đã hoàn thành rồi. Chứ chúng ta cũng nói chung là cũng 50-50 các bạn, thì bên mình cũng sẽ phải kiểm tra lại một lần nữa và sau đó thì thông báo cho các bạn nhé. Rồi, và trên đây là toàn bộ các câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình suốt một tuần vừa qua. Những cái câu hỏi nào liên quan đến giá thì bên mình sẽ trực tiếp trả lời ở trên comment luôn, nên các bạn có thể lên tham khảo trên YouTube nhé. Rồi, và nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastk. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.